Xin chào các bạn, hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề chúng ta hãy đặt chính mình, khi ta giàu và khi ta nghèo, và ta nhìn những người lao động. Chân tay ta mới cảm nhận được, họ kiếm tiền từ đôi bàn tay và mồ hôi nước mắt của họ, ai cũng từ khổ đi lên. Nếu bạn là người may mắn sinh ra một gia đình khá giả, thì bạn nên xem những người kém may mắn hơn bạn. Cuộc sống mưu sinh vất vả của người dân lao động trên các nẻo đường đã nhận được sự quan tâm từ các bạn để nhìn thực tế hơn khi chúng ta nghĩ. Bộ siêu tầm ảnh cảm động về những người nghèo khó đang mưu sinh, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về cuộc sống mưu sinh thực tế mà chúng ta chưa tận mắt nhìn thấy. Vâng, vô cùng giản dị nhưng đã thực sự chạm đến trái tim của bạn khi nhìn thấy họ lao động như thế nào. Nào xin mời bạn, bạn tắt subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi. Những người nghèo khó thường phải đối mặt với rất nhiều tổn thương, mặc cảm và khó khăn trong cuộc sống của họ một cách chân thực nhất, những tâm tư, suy nghĩ, tình cảm và hoàn cảnh của họ. Điều này vô cùng quan trọng vì người xem mới có cái nhìn cảm thông, chia sẻ và cùng nhau chung tay giúp đỡ họ. Mỗi lần ghi lại hình ảnh của người lao động trên phố đều nhiều ấn tượng sâu sắc trong tim mình, dù không được trò chuyện nhiều với họ. Nhưng khi những bức ảnh đã thu hút sự cảm xúc mà những bức ảnh của họ mang lại, những hình ảnh mưu sinh này nó luôn gần gũi với những nẻo đường thành phố của chúng ta. Chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc đó và đồng thời truyền tải đến mọi người thông điệp chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có. Vì đâu đó ngoài kia còn rất nhiều số phận đáng thương hơn chúng ta nhiều, những khó khăn trong cuộc sống không làm mất đi nụ cười. Tinh thần sống lạc quan của người lao động đang cố gắng từng ngày kiếm tiền, mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta là người may mắn, chúng ta chia sẻ những điều tốt đẹp và hướng dẫn cho họ đi lên con đường tốt hơn để thay đổi cuộc sống của họ. Trời cao sẽ chứng minh cho bạn, bạn không cần ai phải chứng. Bạn giúp được một người thì người khác sẽ giúp lại bạn sau này, luật nhân quả đều có cả, bạn lợi dụng người không hiểu biết để lấy sức lao động của họ thì bạn sẽ bị luật nhân quả. Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta và làm đúng với lương tâm chính mình. Bộ sưu tập ảnh này được thực hiện tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định của tác giả Mr. Lộc TV sưu tầm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bạn tắt subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi. Das Mr. Rossi, das Ars.